Kính thưa quý vị bà con cô bác xa gần, hôm nay ông Bổ Mông Phan Nhật Bắc trở lại với bà con qua bài viết hơi lạ lạ, Chim Tinh Gia và Tổng thống. Xin kính mời bà con cô bác mình cùng lắng nghe. Đây là một câu chuyện hơi tầm phào, có liên quan về lịch sử miền Nam. Người viết viết lại để mua vui cho thính giả và để thính giả nghe về những giai thoại của người đứng đầu chính quyền miền Nam tin vào tướng xấu. Nghe để lòng lắng động suy nghĩ về mấy ông chim tinh gia lúc đó được tôn kính như thế nào, đến nỗi được chính quyền mời lên TV đón vận mệnh đất nước. Nhưng nước mất trước, nhà mất sau. Thân phận những người này hậu vận ly hương. Mấy ông chim tinh gia cũng xếp vó bỏ nghề, tự nhận mình lừa đảo với cộng sản. Con số người hành nghề chim tinh gia thời trước năm 1975 rất nhiều. Nam có, nữ có, nhưng nổi tiếng nhất là ông Huỳnh Liên và Ngô Hùng Diễn. Hai ông này ảnh hưởng rất nhiều đến mấy ông lớn bà lớn lúc đó. Giai thoại về tư lệnh sư đoàn 5 tham gia đạo chánh lúc cuối, nó có dính dáng đến tử vi tướng xấu. Lúc các tướng lãnh phản loạn, manh nha đạo chánh đến gần lúc hành động, mà đại tá Thiệu chần chừ, thì quân sư Đỗ Mậu, một thiết kế gia của cuộc đạo chánh, bày ra một thuyết chân mạnh đế vương để gài bẫy ông tư lệnh sư đoàn 5. Chim tinh gia Huỳnh Liên được Đỗ Mậu liên kết với một số tiền lớn không biết bao nhiêu. Người mà ông Huỳnh Liên nhắm tới để gián tiếp bày mưu kế là vợ ông Thiệu. Đàn bà nào không ham danh vọng tiền tài, và danh vọng đó dẫn đến ngôi tổng thống sau này mới phê. CIA kết hợp với tử vi bói toán và đám tướng lãnh phản loạn thì tổng thống nhiệm khó thoát. Đỗ Mậu đóng nhiều khổ nhục kế khóc lóc, lôi kéo mấy ông tướng còn chần chờ chưa dứt khoát bằng những giọt nước mắt ba xào của mình. Nhưng đối với ông tư lệnh sư đoàn 5 hơi khó. Ông này đa nghi và quyền biến, nhưng có yếu điểm là tin vào tử vi. Mà thật, mấy ông tướng Việt Nam Cộng Hòa đa số tin vào tử vi và thầy bùa hơn là tin vào chính mình. Chỉ có ông Ngô Du là không tin. Sau này, ngay trong bộ tổng tham mưu cũng có một ông thiếu tá Nguyễn Đại Bột, là một nhà phong thủy và bói toán, làm việc nơi này được mấy ông sếp rất tin. Về phần ông Thiệu, Đỗ Mậu bèn sai cho gà gẫm bà vợ ông tư lệnh sư đoàn 5. Đàn bà mà, bà nào cũng muốn mình có lá số vượng phu ích tử. Ông Thiệu trong tương lai phải tiến xa hơn. Ai nói người công giáo không tin tử vi và bói toán, phong thủy? Ông Thiệu là một người công giáo tân tông theo đạo vợ. Nhiều bạn bè của ông nói, ông theo đạo vợ để dễ bề tiến thân sau này. Bà vợ ông Thiệu nghe theo lời mấy bà mệnh phụ, mừng một cái hẹn với ông Huỳnh Liên. Ông này cũng có tiếng là quỷ cốc tiên sinh, lưu lạc từ quê nhà Quảng Hải vào. Sau khi nhận được ngày sinh tháng đẻ của ông tư lệnh sư đoàn 5, ông phán một câu: "Thưa quý nương, tôi không biết người này là ai. Nhưng nếu người này là một chính khách thay quân sự, thì lành thay, lành thay." Bà vợ ông tư lệnh sư đoàn 5, nghe ông Huỳnh Liên nói, bà nhấp nhổm hỏi dồn: "Là sao? Thầy trả lời cho tôi đi." "Dục tốc bất đạt. Thì từ từ, cái gì cũng từ từ. Để tôi gieo quẻ âm dương." Ông Huỳnh Liên đến một cái bàn thờ, thờ cái đầu lâu của một đứa con nít bị sét đánh gọi là thiên linh cái. Chuyện này tác giả có đọc đâu đó viết về ông Huỳnh Liên có thờ thiên linh cái. "Nè quý nương, sau này tam tý, năm tý, ngày tý và giờ tý, một đa số cực kỳ quý. Nếu là nam thì chân mệnh đế vương, chứ phải chơi đâu. Còn nếu là nữ thì đệ nhất phu nhân quyền uy một thời." Nhưng ông Huỳnh Liên ngưng bặt, bà ra hiệu cho người đi theo móc ra một bó tiền chắc hơi khẩm địa đặt vào cái mâm bằng sơn mài bóng loáng.
Ông Kim Tinh Gia nhìn một cái là biết bao nhiêu tiền, vì ông là thầy bói mà. Ông bói tiền rất hay, còn chuyện trúng trặc hạ hồi phân giải. Nhưng quý nhân biết đó, ông bị một tảng đá to ngăn đường tiến thân. Ông Huỳnh Liên nói, dạ xin thầy nói rõ hơn. Thầy nói mù mờ kiểu này làm tôi chột dạ quá. Thiên cơ bất khả lậu, không lâu sẽ có người tìm, nên chụp lấy cơ hội. Cũng nên dời mộ tổ tiên lên vùng đất khác có long mạch. Dạ, việc này nhà tôi đã làm rồi thưa thầy, năm 1956. Như vậy thì nhà của quý nương có tầm nhìn xa. Sau này có số Tam Tý Vương là dưỡng số đó. Thật ra, ông Thiệu đã điều chỉnh năm sinh, tháng sinh và giờ sinh từ ngày 5 tháng 4 năm 1923 thành ngày 24 tháng 12 1923. Đây là một sự thay đổi có ý đồ mưu bá đồ vương sau này do một thầy tướng xấu nào đó, nhưng thật ra ông chỉ được vô tầm ngắm của người Mỹ khi học tham mưu cao cấp tại Leavenworth, Kansas. Ông Thiệu là một sĩ quan năng động khôn ngoan. Có người nói ông khôn vặt, nhưng chắc rằng ông không khôn vặt mà ông không bẩm sinh. Chỉ 7 năm từ 1959 đến 1956, ông đã trở thành chỉ huy trưởng trường bộ bị quốc gia, và 18 năm sau, ông trở thành tổng thống. Hầu hết tướng lãnh miền Nam và chính khách đều không ít thì nhiều đều tin vào tử vi, vì cộng biết những yếu điểm này nên khai thác tối đa. Vì miền Nam quá tự do lỏng lẻo trong việc kiểm soát người dân, cho nên Cộng sản dễ dàng xâm nhập. Thời bấy giờ, miền Nam có nhiều nhân vật được gọi là chim tinh gia nổi tiếng. Thầy Bói Khánh Sơn tự xưng là Mary Khánh Sơn. Ông lúc nào cũng đeo kính trắng, rất trí thức. Logo của ông là một ngón tay chỉ vào chìa khóa, tượng trưng cho sự khám phá những điều huyền bí của con người và càn khôn. Ông hành nghề từ năm 1940, nghe nói đã tốt nghiệp trường sư phạm Hà Nội. Người ta gán câu, giữa năm 2713, lửa thiên đốt cháy tám gà trên mây. Đây là câu sấm tiên đoán về viên toàn quyền Pháp Pierre Pasquier từ năm 1928 đến năm 1934. Câu sấm này có người nói là của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Giữa năm 2713 là năm nhuận có 2 tháng 7, nên năm nhuận của âm lịch 13 tháng. Tám gà theo chữ Hán là bắt kê. Trên mây có nghĩa là trên trời, phi cơ bị cháy. Ông toàn quyền Pasquier và 10 người khác bị tai nạn trên đường về Pháp, nơi Corbigny Never thuộc Pháp. Nhưng có lẽ vì là tuyên truyền cho ông Khánh Sơn, vì sau khi tai nạn xảy ra thì báo chí mới tung hê bá láp. Thầy tướng xấu Minh Nguyệt, ông này cũng đã lên TV nói chuyện về tử vi do Đại tá Trần Văn Lâm mời lên năm 1972. Chuyên trị về tương lai các em me Mỹ, tìm đến để xem vận mệnh mình ra sao nếu lấy chồng Mỹ. Ông Minh Nguyệt rất nhiều thân chủ loại này. Thầy Minh Nguyệt trụ tại đường Đề Thám, tự tôn mình là giáo sư lý số du học tại Pháp, tu nghiệp tại Đài Loan, từng xem tử vi cho Tưởng Kinh Quốc. Ngô Hồng Diễn được gọi là thầy bói diễn, là một nhà tướng mệnh học nổi tiếng cuối thập niên 1930, qua đời năm 1974. Ông có tiên đoán là khi nữ hoàng Anh Elizabeth băng hà, thì dòng dõi vua chuột đệ lục sẽ trở lại ngôi vua trật lất. Về nhân tướng học, thì nói Dương Văn Minh là phản tướng. Ông biết minh theo lời ông diễn phán. Mặt thịt, môi trên đè, môi dưới không tin được. Trời ơi, ai lại không có môi trên đè, môi dưới? Không đè thì giống cán ngấu sao? Nhưng rất nhiều tướng tá Việt Nam Cộng Hòa tôn ông này lên hàng sư phụ. Ngô Hùng Diễn di cư vào năm 1954, sinh năm 1905 tại Quảng Yên. Ông làm việc cho Ngân hàng Đông Dương. Ông có duyên học lý số,
với một ông thầy Tào về nhân tướng học. Ông đã tiên đoán là một trong ba người này lên nắm quyền. Ông gọi Mặt Ước Dương Văn Minh, Mặt Xưng Vũ Văn Mẫu và Mặt Tuột Nguyễn Văn Huyền là mất nước. Nhưng ký giả Derek Wilson của đài BBC nói ông Ngô Hùng Diễn nhận lệnh bí mật của ai đó, tung tin bậy tiếp tay cho Cộng sản. Ông Ngô Hùng Diễn nói về tướng ông Thiệu như sau. Ông Thiệu, tay bạc hậu, là tay vẫn về phía sau, không nghe ai, nên bị phá tướng. Ông Diễn cũng được ông Thiệu mời vào dinh ăn cơm và đàm đạo về thời thế, và ông chỉ nghe nhiều hơn nói. Ông khuyên ông Thiệu nên chấn chỉnh công việc cai trị, bất kể xu nịnh. Ông có nói tên những vị cận thần đang nắm những địa vị then chốt, nhưng ông Thiệu chỉ cười không nói gì, và ông Ngô Hùng Diễn cũng từng nói chuyện với Bích Minh. Ông chỉ nhủ thầm là Bích Minh chết đến nơi mà còn tự đắc. Sau này, Bích Minh bị hạ bệ và lưu vong. Nói về ông Ngô Hùng Diễn, ông bạn già của tôi Lê Cao Hùng đưa ông này lên mây xanh. Ông Hùng nói thao thao bất tuyệt về nhân tướng học, nói văn miễn luôn. Tôi ngớ miệng hỏi, mày học về nhân tướng học mày xem tướng tao như thế nào? Tao chỉ cần biết chị Hậu vẫn có bị homeless không vậy thôi. Mẹ tướng mày có củ từ bự, người ta nói củ từ bự không lo gì đói. Mày có homeless cũng có ngựa bà rước về nuôi. Tôi cha già ơi, đi hết nổi rồi còn nói tầm phào không hè. Tao phản đối thì nghĩ sao đó, nên ông đệ tử có Ngô Hồng Diễn phản một câu. Đức năng thắng số mày ơi! Nghe xong tôi cười. Thầy bói mù Nguyễn Văn Canh, ông này khá nổi tiếng vì bị mù bẩm sinh, quê ông tại Nam Định, gia đình giàu. Khi sinh ra, ông thấy con mình bị mù nên cho học kinh dịch và bói toán để làm kế sinh nhai sau này. Ông rất giỏi và ông chỉ cần tính trên đầu ngón tay là nói trúng ngay không sai lệch. Nhiều người thử ông xem lá số người đã chết, đến cho ông xem nói là của mình. Ông nghe ngày tháng năm sinh, ông nói ngay, người có lá số này đã khuất năm lên 2 tuổi, cớ sao còn sống mà đến đây xem. Người em lạnh xương sống đành phải thú nhận mình là em sanh sau 2 năm. Chuyện huyền bí khoa học cũng khó lý giải được. Ngoài ra Sài Gòn cũng có những bà thầy bói nổi danh như Anna Phán, bà Nguyệt Hồ, Madame Claire, chuyên về bói bài. Tóm lại nghề thầy bói kiếm ăn được nhờ vào lòng mê tín của người ta. Sau này thời hậu Hồ Sư Quốc Doanh, thầy bùa, thầy ngải, làm ăn tưng bừng trở nên đại gia sư, đại gia thầy bùa. Chính Trọng Lú cũng bắt ấn tâm mùi khi biến thăm Trần Đại Quang từ trần. Chắc Trọng Lú cũng học bùa à ngang. Ai nói người cộng sản không tin bùa ngải. Trở lại chuyện ông Thiệu và Chim Tinh Gia. Ông Đỗ Mậu lúc này làm giám đốc an ninh quân đội, đã âm mưu với cuộc binh biến, chỉ muốn loại ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Tất cả đã đồng thuận chỉ còn ông Tôn Thất Đính và ông Thiệu. Cho nên, ông đưa cho Huỳnh Liên lá số tử vi của ông Thiệu. Đương thời, ông Đỗ Mậu cũng là một nhà tử vi, vì ông là đệ tử của ông Minh Nguyệt thì phải. Nhưng ông không dùng ông Minh Nguyệt, vì ông Minh Nguyệt không chấp nhận làm chuyện thất đức. Ông Huỳnh Liên nhận lời Đỗ Mậu, thiêu dạt thêm cho bà vợ ông Tư lệnh Sư Đoàn Năm, đang chần chờ, chưa muốn theo ông Thiệu, sợ như cuộc binh biến năm 1960. Vương Văn Đông và Nguyễn Chánh Thi lưu vong nhục nhã nơi đất khách. Con đường nào cũng đi cổng hậu của các bà vợ tướng lãnh là hay nhất, mà ông Thiệu cũng có mong tranh bá đồ vương, mới điều chỉnh ngày tháng năm sanh cho ra tam tý. Bà lớn nghe Huỳnh Liên phán, nên bày dục ông Thiệu nên thuận thiên, giả tùng, nghịch thiên giả vong, tức là thuận theo trời thì sống, nghịch trời thì chết. Ông Thiệu biết ai chơi trò này, ông đâu có ngu, thằng cha Đỗ Mậu chứ không ai khác. Ông cười một nụ cười bí mật của Trung Liên đầu bạc. Ông được bạn bè cùng khóa đặt cho một nickname rất đáng nể, là một người thâm trầm ít nói, không vặt. Ông để Huỳnh Liên tung hê theo kế hoạch của Đỗ Mậu. Họ đã lạm dụng ông cho lá số tử vi của mình sáng lòa trên bầu trời miền Nam sau này.
chức tổng thống nắm chắc trong tay mình nếu người Mỹ bật đèn xanh. Ông biết chân mạng đế vương của mình phải dựa vào ngoại bang mới nên được. Ông biết chân mạng đế vương của mình phải dựa vào ngoại bang mới nên việc. Tử Vi chỉ là phù phép. Vua Lê Lợi ngày xưa cũng chơi trò bôi mỡ vào lá cây cho Kiến An thành chữ Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Thì tại sao mình không biến hóa ngày sinh tháng đẻ của mình thành một giai thoại huyền bí? Ông tìm cách trừ khử mấy thằng tướng tá tuổi Dần và tuổi Mão, sau này để lâu không hay. Như ông Đỗ Mậu viết trong hồi ký, ông Mậu hỏi ông Khiêm bạn thân của ông Thiệu. Thái độ của ông Thiệu nếu đảo chính xảy ra, ông Khiêm nói, Thiệu chung lập trường nhưng ngần ngừ. Đỗ Mậu có trong tay hồ sơ của ông Thiệu. Trong hồ sơ quân bạc của ông Thiệu được đại tướng De Lina, tư lệnh chiến trường Bắc Việt phê như sau: thông minh, sắc bén, siêng năng và trật tự tỉ mỉ. Một sĩ quan hảo hạng, có một ý thức tuyệt hảo về tổ chức và bảo mật. Và trong nhân tướng học, ông Thiệu có tướng mắt láo liên. Ánh mắt này biểu hiện nơi ông Thiệu gian trá, thâm như lời ông Đỗ Mậu viết. Sau khi nhận định tình hình khá chắc chắn là phe đảo chánh thành công, khi ông tướng Trần Văn Đông chưa nghe ông Thiệu tấn công Dinh Gia Long bèn gọi điện hỏi, sao anh chưa tấn công? Anh cần yểm trợ thêm thì gọi cho tướng đến. Khi ông Thiệu nghe ông tướng thân cận với Tổng thống Diệm đã theo phe đảo chánh, thì ông Thiệu liền ra lệnh tấn công vào Dinh. Nếu ông nhanh tay một chút thì sinh mạng Tổng thống Diệm và ông cố vấn chắc chắn khác, ông cũng là định mệnh. Ông Thiệu ra lệnh hai trung đoàn và pháo binh cùng thiết giáp cơ hậu của sư đoàn 5 bao vây thành Cộng Hòa lúc 22 giờ đêm. Thì anh em ông Diệm đã rời khỏi Dinh đến nhà Mã Tuyên. Ông Thiệu tấn công lữ đoàn phòng vệ phụ tổng thống. Cho đến 5 giờ sáng, thì lữ đoàn phòng vệ Dinh Gia Long đầu hàng. Sau này, Bích Minh lên tiếng chính Nguyễn Văn Thiệu chậm trễ tấn công Dinh Gia Long, mới gây ra cái chết của anh em ông Diệm. Theo hồi ký cố Đậu Thọ, các tướng lãnh đạo chánh bỏ phiếu kính. Giết hay tha thì 9 phiếu giết 1 phiếu trắng. Phiếu trắng đó là của tướng Dương Văn Minh. Chuyện này để lịch sử phê phán. Quy tội cho một người cần phải có bằng chứng. Trong lịch sử thời phong kiến Việt Nam xảy ra nhiều cuộc đảo chánh công đình để xoán ngôi vô khống, như vua Lê Long Định chẳng hạn, cho là tàn ác bất tài, nhưng thật ra không phải vậy. Và cuộc đảo chánh năm 1963, họ dựng lên một cái cớ, chính quyền độc tài đàn áp tôn giáo. Nhưng tụi Cộng sản cai trị tàn bạo hơn, khủng khiếp hơn, chẳng có ai dám đứng lên chống đối sau khi miền Nam mất. Ông Thiệu với lá số Tam Tý sau này thành một ngôi sao sáng. Ông triệt hết đám ông kỳ, dự tính sự hiến pháp để ra tranh cử làm tông tông, đến ngày cởi hạt quy tiên như tượng giới thạch của Đài Loan. Ông cho sửa sang phần mộ cha mẹ, vì tin đã cải táng một nơi có long mạch. Nhưng ông không nhớ là được người Mỹ đã yểm trợ. Ông dựa theo lá số tử vi họ dựng lên để người ta tin. Nhưng ông lại tin vào chính lá số của mình do mình vẽ ra. Cho đến lúc công binh chiến đấu, họ hận ông Thiệu ra lệnh lui binh làm chết dân và lính. Công binh đem xe ủi sạch sang bằng hết phần mộ cha mẹ của ông Thiệu trong tháng 3. Và ngọn núi Giao yểm trước ngọn núi Mặt Quỷ nơi quê hương ông Thiệu. Sau một đêm mưa gió, bỗng dưng gãy mất, và một đàn sâu khổng lồ từ trong rừng kéo ra, thành một đoàn băng ngang quốc lộ 1 về hướng biển. Người ta nói là đềm trời. Sau này khi Lưu Bông sang Anh rồi sang Mỹ định cư, ông lại tin mình sẽ trở lại nắm quyền khi Cộng sản sụp đổ. Ông tái xuất hiện trở lại làm xôn xao dư luận một thời. Ông từ giả cõi đời cũng được vinh dự phụ cờ vàng. Người ta dành cho ông với tư cách một cựu tổng thống một thời của miền Nam, chẳng có gì để phê phán. Trong khi đó hàng tướng Dương Văn Minh chết âm thầm cũng ở Mỹ, không kèn không trống. Vinh nhục một đời người, ai biết được. Ngày mai chẳng có ông chim tinh gia nào đón được tương lai, chẳng qua bói mò hên xui. Chim tinh gia Huỳnh Liên sau này chết vì bị cướp giết bằng dây điện thoại.
như công an bị cổng loan tin. Nhưng ai biết được, vì ông Huỳnh Liên là người biết nhiều điều thâm cung bí sự của hai phe. Người ta nói ông Huỳnh Liên quên bấm số tử vi cho chính mình. Và ông thầy nhân tướng học Ngô Hùng Diễn cũng chết năm 1974. Chuyện ông Tuyên đoán về ông Thiệu cũng trớt quớt. Và mấy ông tướng tư lệnh sư đoàn 1 và 23 cũng tin vào bùa ngải và tử vi như ông Lê Trung Tường và tướng Nguyễn Văn Điềm. Trong túi lúc nào cũng có bùa hộ mệnh, nhưng chết vì rơi trực thăng trong tháng 3 năm 1975 tại Bình Sơn, Quảng Ngãi. Và trong sách của Phạm Huấn viết về tướng Phú cũng tin phong thủy khi ông về nắm chức tư lệnh quân đoàn 2. Và ông tướng Ngô Quang Trưởng phất lên cũng nhờ tướng Vận Phu của bà vợ, không biết đúng hay không. Ông tướng Minh Đần, Trần Bá Di cũng tin tử vi không kém. Duy nhất ông Phạm Văn Liễu, đại tá muôn đời lục quân Việt Nam như ông, than là số của ông không có chân mạng làm tướng, nhưng ông có chân mạng làm vua đạo chánh, nên mấy ông tướng không dám móc sao cho ông. Chuyện chiêm tinh, tử vi, bói toán, tin hay không tùy theo mỗi người, nhưng mấy ông thầy tử vi thường nói một câu vô thưởng vô phạt, đức năng thắng số, và Tây Phương cũng có tử vi, nhưng họ cũng nói đó là ý Chúa. Đông và Tây khoa tử vi gặp nhau ở điểm này. Tác giả Phan Nhật Bắc, Melbourne 2023. Tử vi bói toán thì tôi không biết, chứ coi tướng đàn bà, ai muốn thắc mắc thì hỏi tôi nhé. Tạm tình tan đây, chuyên môn coi tướng của đàn bà. Xin chào bà con, cô bác mình.